lên đơn từ sản phẩm. Để lên đơn từ sản phẩm, các anh chị vui lòng chọn vào mục danh sách sản phẩm, rồi chọn sản phẩm cần lên đơn, chọn thêm vào giỏ hàng, chọn kho hàng, rồi điều chỉnh số lượng cho phù hợp, chọn thêm vào giỏ hàng. Để thêm nhiều sản phẩm khác, anh chị vui lòng thực hiện tương tự các thao tác trên. Sau khi đã thêm tất cả các sản phẩm cần lên đơn, anh chị chọn vào mục giỏ hàng ở góc trên bên phải màn hình. Chọn các sản phẩm cần lên đơn rồi bấm tạo đơn hàng. Bấm thêm địa chỉ nhận hàng và khách hàng cần lên đơn. Lưu ý chọn đúng địa chỉ cần giao và thêm voucher nếu có. Chọn các thông tin về đơn vị vận chuyển, hình thức vận chuyển, phí giao hàng và phương thức thanh toán rồi chọn tạo đơn hàng. Sau đó chọn yêu cầu giao hàng để xác nhận đơn. Tại đây các anh chị có thể đánh giá trải nghiệm để lên đơn trên app Dropbiz. Nếu anh chị không chọn lên đơn ngay lúc này, đơn hàng sẽ tự động thêm vào trạng thái mới. Để xem lại đơn, đối tác chọn vào mục đơn hàng. Chọn đơn hàng cần bấm yêu cầu, vào chi tiết và bấm yêu cầu giao hàng để xác nhận thanh toán. Chúc anh chị thành công và có những trải nghiệm tuyệt vời khi sử dụng app Dropbiz.